liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ không? Đây là câu hỏi nằm trong tâm trí của các nhà khoa học trong nhiều thế kỷ, đã thu hút trí tưởng tượng của mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới và dẫn tới vô số các câu hỏi khác nhau về những điều chưa biết. Nhiều nhà khoa học tin rằng trái đất không phải là nơi duy nhất trong vũ trụ có tồn tại sự sống. Nhưng xem xét vũ trụ lớn đến mức nào và ước tính khoảng 2.000 tỷ thiên hà, thì có lẽ câu hỏi hay hơn là liệu chúng ta có đơn độc trong dải ngân hà không? Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Vật lý Thiên văn, các nhà nghiên cứu từ trường đại học Nottingham cho rằng thiên hà Milky Way là nhà và có đến 36 nền văn minh ngoài hành tinh đang giao tiếp. Nhưng làm thế nào họ biết được con số rất cụ thể này? Họ nói rằng ước tính này thực sự là thận trọng và nó dựa trên giả định rằng sự sống ngoài hành tinh hình thành trên các hành tinh khác theo cách tương tự như cách mà nó đang diễn ra trên trái đất. Các nhà khoa học giả định rằng trái đất không có gì đặc biệt nếu chúng ta tưởng tượng như một hành tinh giống như hành tinh của chúng ta, quay quanh một ngôi sao giống như mặt trời của chúng ta, nơi có một nền văn minh phát triển về mặt công nghệ theo cách tương tự như con người. Và với giả định rằng phải mất 5 tỷ năm để sự sống thông minh hình thành, thì sẽ có ít nhất 36 nền văn minh giống trái đất trong thiên hà của chúng ta. Các tính toán trước đây về sự sống ngoài hành tinh đều dựa trên phương trình Drake, bao gồm 7 yếu tố cần thiết để tìm ra số lượng nền văn minh thông minh, nhưng các ước tính rất rộng, từ 0 đến vài tỷ nền văn minh mới này. Các nhà nghiên cứu đã cải tiến phương trình bằng cách sử dụng dữ liệu và giả định mới mà họ phát triển ra rằng có từ 4 đến 21 nền văn minh với con số có khả năng xảy ra là 36. Tuy nhiên, việc tìm ra những nền văn minh này lại là một vấn đề khác. Các nhà khoa học cho biết chúng sẽ cách hành tinh chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng. Nhưng hãy bắt đầu bằng cách khám phá Proxima Centauri B, một ngoại hành tinh gần nhất có khả năng chứa đựng sự sống ngoài hành tinh. Thế giới hấp dẫn này quay quanh một vùng có thể ở được của Proxima Centauri. Vùng có thể ở được hoặc vùng Goldilocks là khu vực xung quanh một ngôi sao, nơi có điều kiện sống phù hợp để nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt của hành tinh. Trong vùng này, nhiệt độ lý tưởng không quá nóng khiến nước bốc hơi nếu hành tinh ở quá gần so với ngôi sao mẹ của nó, cũng như không quá lạnh khiến nước đóng băng khi hành tinh ở quá xa sự sống mà chúng ta biết để phát triển mạnh. Hành tinh Proxima có kích thước rất giống trái đất, có khối lượng xấp xỉ 1,17 lần khối lượng của trái đất. Điều này cho thấy nó chỉ có đường kính lớn hơn thế giới của chúng ta khoảng 10%. Hành tinh này có thể được khóa gọn gàng, nghĩa là một phía trái đất của hành tinh luôn hướng về phía ngôi sao chủ, khiến nó luôn nhận ánh sáng ban ngày liên tục, trong khi phía bên kia lại là bóng tối vĩnh viễn. Có thể có 3 vùng khí hậu riêng biệt do thủy triều khóa một mặt nóng đối diện với mặt trời, một mặt tối và vùng chạng vạng có khả năng sinh sống ở giữa. Nếu có sự sống ngoài hành tinh tồn tại ở Proxima B, ở các điều kiện độc đáo được khóa gọn gàng, có thể dẫn đến sự thích nghi đặc biệt ở các dạng sống bên được chiếu sáng liên tục, có thể tiến hóa để chịu được sự tiếp xúc liên tục bức xạ của các ngôi sao. Có thể phát triển các cơ chế bảo vệ hoặc sử dụng ánh sáng liên tục để có lợi cho sự sống tồn tại của họ, có lẽ thông qua các quá trình giống như quang hợp. Còn ở phần mặt tối, các sinh vật có thể đã thích nghi với bóng tối cực kỳ lạnh và liên tục, có thể dựa vào năng lượng địa nhiệt hoặc các dạng nhiệt khác với starlight để tồn tại. Ngay bây giờ, nếu có sự sống ngoài hành tinh thông minh tồn tại trên Proxima Centauri B, thì hàm ý trước tiên sẽ rất đáng kinh ngạc, là nó sẽ gợi ý rằng sự sống thông minh có thể phổ biến khắp thiên hà. Vì dải ngân hà có chứa khoảng 400 tỷ ngôi sao, khả năng hai hành tinh duy nhất có sự sống thông minh là hàng xóm của nhau sẽ rất thấp về mặt thiên văn. Nếu phát hiện này có thể cung cấp manh mối về bản chất của việc du hành vũ trụ giữa những người ngoài trái đất, các nền văn minh nếu có những sinh vật láng giềng này chưa liên lạc được, thì điều đó chỉ ra rằng ngay cả đối với một xã hội ngoài hành tinh tiên tiến hơn, thì việc du hành giữa các vì sao thậm chí còn là một thách thức lớn hơn chúng ta nghĩ. Hoặc nó cũng có thể gợi ý rằng họ kém tiến bộ hơn về mặt công nghệ so với những gì chúng ta đang định vị nhân loại là tiềm năng, những vị khách đầu tiên đến từ các vì sao. Trong kịch bản này, chúng ta sẽ là những người ngoài hành tinh đến hành tinh của họ. Tuy nhiên, trước khi chúng ta có thể vượt lên chính mình, điều quan trọng cần nhớ là những ý tưởng này vẫn hoàn toàn là sự suy đoán của chúng ta về sự tồn tại của sự sống ngoài trái đất, chứ chưa nói đến sự sống thông minh ngoài trái đất vẫn chưa được xác nhận.
Ứng cử viên cho việc tổ chức sự sống ngoài hành tinh chính là Kepler-62e, một siêu ngôi sao nằm cách chúng ta khoảng 1.200 năm ánh sáng. Và đây là lý do tại sao ngoài hành tinh này nổi bật với kích thước gấp 1,6 lần trái đất. Điều này cho thấy nó có thể có khối lượng và trọng lượng tương tự mà nó quay quanh vùng có thể ở được quanh ngôi sao của nó, nhỏ hơn và mát hơn mặt trời, tạo ra những điều kiện lý tưởng cho nước lỏng tồn tại. Có một giả thuyết mạnh mẽ rằng Kepler-62e có thể là một thế giới nước, được bao phủ phần lớn hoặc hoàn toàn bởi các đại dương. Điều này có thể có nghĩa là nhiều dạng sống dưới nước có thể tồn tại. Ở đó, nếu Kepler-62e có bầu khí quyển được cho là rất nhiều mây, ấm áp và ẩm ướt kéo dài đến các vùng cực. Nếu đây thực sự là một thế giới nước, điều này có thể khiến sự phát triển của nền văn minh như chúng ta trở nên khó khăn hơn. Nhưng nó không loại bỏ khả năng tồn tại của các sinh vật biển tiên tiến. Khái niệm sự sống về Kepler-62e vẫn chỉ là suy đoán. Nhưng nó là ứng cử viên hàng đầu trong việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh do những đặc điểm đầy hứa hẹn này. Khoảng cách quá xa so với trái đất có nghĩa là với công nghệ hiện tại của chúng ta không cho phép chúng ta có thể nghiên cứu chi tiết để xác nhận những khả năng này. Gliese 667cc là một siêu trái đất có khả năng lưu trữ sự sống ngoài hành tinh. Hành tinh này có bán kính gấp 1,7 lần trái đất và cách chúng ta khoảng 23 năm ánh sáng. Gliese 667cc là một phần của hệ thống 3 sao. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đang đứng trên hành tinh này thì bạn có thể nhìn thấy 3 mặt trời trên bầu trời. Ngôi sao chủ của nó là một ngôi sao lùn đỏ có khối lượng bằng khoảng 1/3 mặt trời. Kết quả là những ngôi sao như Gliese 667c có thể sống tới 150 tỷ năm, hoặc dài hơn 15 lần so với tuổi thọ của mặt trời chúng ta. Ngay cả khi sự sống của người ngoài hành tinh không tồn tại trên Gliese 667cc, thì tuổi thọ tiềm năng của hệ thống là 150 tỷ năm cũng sẽ mang đến một cơ hội mở rộng cho sự sống xuất hiện và phát triển. Thời kỳ ổn định kéo dài này vượt xa mặt trời của chúng ta, cung cấp quá nhiều thời gian cho các dạng sống phức tạp phát triển ở giai đoạn sau. Trong lịch sử hình thành của hành tinh, Gliese 667cc nằm trong số 5 hành tinh khác quay quanh ngôi sao lùn đỏ. 3 trong số đó nằm trong vùng có thể ở được. Điều đó khiến hệ thống này trở thành ứng cử viên hàng đầu cho tiềm năng của sự sống ngoài hành tinh tồn tại. Tuy nhiên, liệu sự sống có thực sự tồn tại ở đó hay không? Đó là một điều bí ẩn vì chúng ta hiện đang thiếu công nghệ để có thể phát hiện trực tiếp sự sống ở khoảng cách xa như vậy. Nghiên cứu về các ngoại hành tinh như Gliese 667cc giúp các nhà thiên văn học có thể hiểu được các điều kiện mà sự sống có thể phát sinh và mức độ phổ biến của các thế giới có thể sinh sống được trong thiên hà của chúng ta. Kepler-22b là một ngoại hành tinh hấp dẫn khác. Thế giới được phân loại là siêu trái đất có bán kính gấp 2,4 lần bán kính trái đất. Thành phần của hành tinh này vẫn còn là một vấn đề tranh luận. Nó có thể được bao phủ trong một đại dương rộng lớn hoặc thậm chí có thể là ở dạng khí. Nhưng nếu đó là một thế giới đại dương, thì có khả năng sự sống có thể tồn tại ở một môi trường như được đề xuất bởi một số các nhà khoa học tham gia dự án Kepler. Ý tưởng về một thế giới đại dương đặc biệt thú vị vì nó mở ra khả năng tồn tại các dạng đời sống dưới nước. Tuy nhiên, với khoảng cách đáng kinh ngạc, khoảng 640 năm ánh sáng, đã ngăn cách chúng ta với Kepler-22b. Vì hiện tại nó vượt xa chúng ta so với khả năng khám phá trực tiếp bằng công nghệ ngày nay. Bây giờ hãy hình dung một nền văn minh ngoài hành tinh tiên tiến trên Kepler-22b. Khi họ nhìn qua kính viễn vọng tinh vi nhắm vào trái đất, thứ họ đang quan sát là hành tinh của chúng ta, thì họ sẽ thấy chúng ta ở những năm 1384. Họ sẽ nhìn thấy kỷ nguyên trung cổ của trái đất. Sự chậm trễ này là do để thắp sáng thứ nhanh nhất trong vũ trụ mất 640 năm để di chuyển từ thế giới của chúng ta đến thế giới của họ. Nhưng thậm chí rộng lớn tới 640 năm ánh sáng, có vẻ như nó chỉ chiếm chưa đến 1% dải ngân hà đáng kinh ngạc của chúng ta với 100.000 năm ánh sáng. Cho đến nay, cuộc khám phá của chúng ta về các ngoại hành tinh hầu như chưa chạm tới một phần rất nhỏ trong số các thế giới có khả năng sinh sống được tồn tại ngoài kia. Dựa trên dữ liệu từ ước tính của kính viễn vọng không gian Kepler cho thấy, có thể có tới 300 triệu hành tinh có khả năng sinh sống được trong thiên hà của chúng ta. Nếu xét đến việc ước tính này, chỉ có 36 nền văn minh ngoài hành tinh tiềm năng trong dải ngân hà có vẻ là cực kỳ bảo thủ. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng trong giây lát rằng mỗi thiên hà chỉ có một nền văn minh duy nhất. Nếu đúng với ước tính thì có 2.000 tỷ thiên hà trong vũ trụ quan sát được, thì sẽ có tối thiểu 2.000 tỷ nền văn minh ngoài kia. Phải đối mặt với những con số này, thật khiêm tốn để có thể nhận ra rằng nền văn minh của chúng ta có thể chỉ là một ánh đèn nhỏ bé khi nhìn từ góc nhìn rộng lớn của vũ trụ. Khi chúng ta nhìn vào các vì sao, chúng ta phải tự hỏi mình sẽ để lại di sản gì trong biển khả năng rộng lớn của vũ trụ này.